Xin chào quý vị đã quay trở lại kênh YouTube của xưởng gỗ Gia Gốc Mộc Nam Huy. Vâng, kính thưa quý vị, thì hiện giờ đang là 5:30 chiều, Mộc Nam Huy có chuyển ra đây hai sản phẩm, một bộ ghế Minh Quốc Đào tay 12 với chất liệu gỗ hương đá, và một chiếc giường chữ X với chất liệu là gỗ gõ đỏ tự nhiên 100%. Vâng, thì hai sản phẩm này thì Mộc Nam Huy chúng tôi đang chuẩn bị đi giao cho khách, và xin phép được quay giới thiệu cho đến tất cả quý vị cùng tham khảo nhé. Ở đây là bộ ghế Minh Quốc Đào Chin 6 món gỗ hương đá, bao gồm một chiếc ghế băng dài, hai chiếc ghế đơn, một chiếc đôn cao hộp kéo, một chiếc đôn thấp và một chiếc bàn trẻ. Đây là sản phẩm có mức giá xuất xưởng tại xưởng gỗ Gia Gốc Mộc Nam Huy là 43 triệu. Và đây là một bộ ghế mặt ván tràn, thưa quý vị, mặt ván tràn liền hoàn toàn, không hề là chắp ghép quý vị nhé, mặt ván tràn và dày liền. Đây, chúng ta có thể theo dõi từ bên cạnh, mặt ván tràn dày liền và có độ dày là 2 phân, không hề chắp ghép, và dàn tay là dàn tay nghe. Vâng, tay nghe ở đây của Mộc Nam Huy cũng là tay nghe liền hoàn toàn, không chắp ghép, tay nghe 12, tay nghe 12 rất là dày, chắc chắn, liền, không hề chắp ghép luôn. Và ở bên dưới vai thì đục dẹo tai bèo hoa lá tây, độ dày 2 phân rưỡi, kích thước kiểu chân thì là chân 12, đầu lân chân móng rất đẹp. Và dàn tó ghế là dàn tó ghế liền, tó ghế cao 24 phân, và đục cúc đào chim với cái độ bông vân cây thì nó là cực kỳ là đẹp quý vị nhé, cực kỳ đẹp. Và dàn tựa thì ở đây chúng tôi đục tựa chữ phúc lộc thọ. Đó. Và bản tựa thì dày 3 phân, rất là dày, rất là vip. Đặc biệt là tất cả các cái dàn mặt ở đây hoàn toàn đều là 100%, dàn mặt ván tràn hết và độ bông vân rất đẹp. Đây. Và khác biệt với các cái sản phẩm mặt khuôn tranh thì ở đây là mặt ván tràn, thưa quý vị, tràn dày liền. Đó, dày liền 2 phân. Đó, rất là đẹp. Và đây là bàn hộp thì có hộp kéo nhé. Hộp kéo thì ở hai bên thì quý vị có thể đó, kéo dài cơ rô để đồ, để tay trà thuốc các kiểu quý vị nhé. Rất là đẹp. Chiếc ghế đôn cao cũng tương tự, đôn cao thì cũng có thêm một cái hộp kéo nhé. Và mặt ván quý vị thấy đây, mặt ván rất là đẹp và độ sơn bóng rất là căng. Đây là sản phẩm có giá là 43 triệu tại Mộc Nam Huy, và đây là sản phẩm VIP thưa quý vị. Những cái bộ ghế này thì quý vị nên đặt trước thì chúng tôi mới sản xuất ra được, tại vì đây là những cái tiêu chuẩn rất là VIP, đó là mặt ván tràn dày liền, rồi là tay nghe liền nguyên khối. Đó, rất là hiếm khi có được ở trên thị trường quý vị nhé. Đặc biệt là rất là đẹp, tựa chữ này quý vị coi này, bông vân rất là đẹp, rất là đều. Đó, tay cột 12, vân cực kỳ nhiều, vân gỗ hương đá thì thật sự là không thể nào mà chê vào đâu được. Đó, rất là đẹp, màu sắc ngày hôm nay. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì Mộc Nam Huy có chuyển đi cho khách, đó là một chiếc giường X. Đây là giường mẫu X chất liệu gỗ gõ đỏ với cái bản đầu đuôi dày 10 phân, dàn chân dày 10 phân và dàn mặt ván dày 1/4, đục chi tiết hoa lá tây góc, hay chúng ta gọi nhanh là đục hoa góc, rất là dày. Và bản vai đây quý vị này, bản vai dày 40 phân và rộng là 24. Đây, những chiếc vai giường to khủng khiếp như thế này, đặc biệt rất là chắc chắn, rất là dày dặn quý vị nhé, thoải mái quý vị nằm, và thang 7 cây. Đây là chiếc giường có giá là 18.500.000 tại xưởng của chúng tôi, thì các sản phẩm đều trực tiếp sản xuất và bán ra cho quý vị. Thì hôm nay thì nhân tiện chuẩn bị đi giao cho khách thì quay cho quý vị sơ qua về hai sản phẩm này. Quý vị có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với Mộc Nam Huy qua số điện thoại 0948 086 889 hoặc số nữa là 0961 989 990. Các sản phẩm thì chúng tôi trực tiếp sản xuất, và xin kính mời quý vị tới xưởng kiểm tra hàng mộc trước khi sơn để đảm bảo 100% các sản phẩm quý vị mua đúng hàng, đúng gỗ, đúng chất lượng 100%. Vâng, cảm ơn quý vị theo dõi video này nhé. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị.